Yeah. Hai bố con ơi, ra ăn cơm. Ừ, Tùng ra ăn cơm con. Có ăn đi rồi chơi tiếp con. Con thằng này, bật ngày chơi, đứng lên. Ra ăn cơm, cơm xong chơi. Lớn rồi cứ để mẹ nó phải nói nhiều. Ăn đi nào, xong rồi đây. Ăn đi. Không có xúc xích cũng không ăn đâu. Không. Đây, 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 rồi mẹ đi dán xúc xích cho con. Ra đây. Ngồi xuống. Rồi đây, để mẹ đi dán cho nào. Em không phải chiều nó. Nhà có cái gì thì ăn cái đấy, đừng có đòi hỏi. Con ăn tạm đi, bữa sau mẹ dán cho nhá. Thịt này. Suốt ngày bi, mãi chơi đến thế là cùng. Cô chú ơi, cho cháu xin cái chai lọ được không ạ? Được rồi, đây, mở ra chú bỏ vào cho. Con cảm ơn cô chú, con đi đây. Ôi trời, con có sao không? Cái lòng hỏng hết đồ chơi của anh rồi. Em xin lỗi anh. Con có sao không? Con không phải xin lỗi. Tùng, con đi con va vào em làm đổ hết đồ đạc ra đây. Con mới là người phải xin lỗi đấy. Tại do em không để ý nên là làm rơi hết bi của con rồi. Thôi được rồi, để mẹ nhặt cho. Cái gì đấy? Là đây, coi như đây là đền bù do em làm hỏng bi của anh nhá. Ok, Tùng. Đây, Tùng. Thôi, được hôm đi chơi em xin anh nghe đừng căng thẳng nữa. Con ơi, coi như là cô mua lại món đồ chơi đấy của con nhá. Vâng ạ. Cảm ơn con nhá. Cái thằng này, cứng đầu đến thế là cùng. Rồi, chúng luôn. Đúng là thiện xạ. Tùng này, con có biết là hành động lấy cái ná này của bạn mà không được bạn đồng ý như vậy là sai không hả? Nhưng mà bạn ấy ngã vào đồ chơi làm gãy đồ chơi của con. Nhưng nếu như con không đẩy bạn thì bạn đã không ngã vào đồ chơi của con. Sao bố cứ bênh nó thế? Đằng nào mẹ cũng trả tiền, coi như là mua nó rồi mà. Tùng, đứng lại. Bố và con chưa nói chuyện xong với nhau. Bố tự đi mà tìm nó nói chuyện. Tùng. Tùng, đi đâu đấy? Này, hai bố con có chuyện gì đấy? Em tự đi mà dậy nó đi. Ok. Tùng ơi, xuống ăn cơm. Em kệ nó đi, cho nó nhịn vài bữa nó quen đi. Thằng nhà lằng nhằng bữa nào cũng thế, gọi mãi cũng chịu xuống. Anh này. Ok con. Lần sau mình mà gặp nó thì sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ. Cục cưng của mẹ ơi. Dậy nhá, mẹ đây không phải giả vờ. Con giận bố hả? Chỉ vì cái súng cao su mà bố mắng con. Bố còn chẳng biết mấy cái bọn đấy là giả vờ nghèo khổ thôi. Giả vờ nghèo khổ á? Sao con biết? Tại con thấy trên TV nói vậy. Còn có cả người bảo kê đằng sau nữa. Ủa thế quá. Con trai của mẹ thông minh thế nhỉ? Thế có muốn ăn cơm không? Có. Mẹ mang cơm về đây cho ăn nhá. Vâng ạ. Anh sợ là vợ chồng mình về muộn, con nó tan học rồi cơ. Ôi, không còn ai rồi anh ạ. Em, kia có phải thằng Tùng không? Đúng rồi. Con lùi húi làm cái gì ấy nhỉ? Lên xe đi, lên xe đi. Tùng, Tùng ơi. Tùng, úp mặt vào tường cho bố, nhanh. Bỏ con vợ ra. Tại sao con lại hành động như vậy? Nó chỉ là một con mèo thôi mà. Im! Đã không biết sai lại còn cãi à? Hả? Anh ơi! Em xin anh đây, con nó biết lỗi rồi mà. Em nhìn lại nó đi, biết lỗi mà còn cãi anh như vậy đấy. Súng cao su lấy của người ta này, suốt ngày chơi bi này. Bố, sao bố vẫn đồ chơi của con? Con không có quyền lên tiếng ở đây. Bố nói cho con biết này, nếu như con không nhìn nhận lại mọi hành động sai trái của mình, từ ngày hôm nay trở đi bố cấm túc con, không chơi bời gì cả. Không thể thao, không ra công viên nữa. Đi lên nhà học bài. Kìa con, có xin lỗi bố đi. Không, lên. Con ghét bố. Ok, Tùng. Em xin anh đấy. Nó chỉ là trẻ con thôi, đâu có biết gì đâu. Trẻ con rồi nó cũng phải lớn, nó cũng phải trưởng thành. Em cứ dung túng cho nó như thế, rồi đến một ngày nó lớn, nó gây ra chuyện tày trời, thì lúc đấy ai dung túng cho nó nữa. Còn chuyện nó lấy súng cao su của thằng bé kia, rồi dùng chính khẩu súng cao su đó bắn con mèo của thằng bé đang nuôi bị thương. Em biết không, con mèo đó là mẹ thằng bé để lại.
con mèo đó là người bạn duy nhất với thằng bé mồ côi đó. Nếu như hôm nay nó chết, thằng bé đó biết bầu bạn với ai nữa. Con sao rồi em? Nó có sốt cao không? Có. Ai bảo lúc chiều anh đánh nó mạnh quá cơ? Thì thương thì cho roi cho vọt. Không dậy nữa từ bây giờ, nay mai không dậy được đâu. Thôi đừng nói chuyện này nữa. Không sao đâu, chỉ là mơ thôi. Đừng sợ nhá. Con uống cốc sữa này đi này. Nghe mẹ mẹ thương. Uống cốc sữa này đi rồi còn uống thuốc nhá. Uống đi con. Thôi cô. Cô cho con hỏi cô có biết cái bạn hai nhà phế liệu ở đây không? Cháu tìm thằng bé ở trong này á. Dạ vâng. Nó chuyển ra cái nhà tôn dưới chân cầu sắt đằng kia kìa. Mấy hôm trước có ai bắn vào con mèo của nó nên nó chuyển ra đấy rồi. Chả hiểu nó đã làm gì mà người ta làm thế với nó nữa. Cảm ơn, cảm ơn. Hiếu à, về cái chuyện con mèo này, thì xin lỗi. Đây đây, cầm đi. Đấy nữa, anh trả. Coi như là về nhá, anh về đây. Anh ơi, hai túi này gì ạ? Cái túi này là túi đồ ăn đấy, hay là anh em mình bóc ra ăn đi. Vâng. Chắc con mèo này cũng khỏi rồi em nhỉ? Vâng ạ. Ăn không, nấu rất rất đói anh ạ. Ui, nó ăn uống như thế mất vệ sinh quá. Kệ em, em cứ bình tĩnh, kệ con, cho con nó tự lớn. Nhưng mà không sao đâu, nghe anh. Thôi, lên xe đi, mình về nào.